À, xin chào tất cả các bạn đã lại like kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề uh, sử dụng uh, của hệ trên máy tính thì mình sẽ uh, tiếp tục chia sẻ thêm các bạn về cái cách các bạn uh, định dạng và văn bản nhé. tức là uh, chúng ta canh lề văn bản để cho uh, đáp ứng theo cái yêu cầu uh, theo quy định. rồi thì uh, video này cũng tương uh, tự như các video trước uh, thì mình uh, chia sẻ các bạn mới uh, sử dụng của hệ máy tính cũng như là uh, mới sử dụng máy tính lần đầu. cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết một chút để các bạn dễ uh, theo dõi nhé. rồi thì vấn đề uh, canh lề ở trên uh, của đấy thì chúng ta sẽ à, quá trình các bạn soạn thảo văn bản ấy thì chúng ta sẽ canh lê để cho cái văn bản của chúng ta nó đẹp hơn đã, và đúng theo cái quy định các bạn nhé đặc biệt là các bạn mà à, làm trong các cái lĩnh vực văn phòng hoặc là lòng trong các cái cơ quan nhà nước chẳng hạn đó thì chúng ta sẽ bám vào cái nghị định à, 30 đấy, của chính phủ đó thì mình cũng lấy tạm thời như vậy thôi nhá đấy, còn các bạn nào mà à, muốn xem thông tin đầy đủ về cái nghị định 30 này của của chính phủ này thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên internet nhé đó, nhưng mà về cơ bản thì cái nghị định này quy định chúng ta là à, văn bản được trình bày trên khổ giấy A4 đó và tức là có khi kích thước là 210 mm, 297 mm đấy có chiều dài khổ là A4. Đó, tức là chúng, chúng ta trình bày đến khổ giấy A4. Rồi tiếp theo là cái cái này là con đồng các bạn này, gọi là cái canh lề đây. À, thì uh, canh lề trên ấy đó, theo quy định này ấy, thì canh lề trên là cách mép tên từ 20 đến 25 mm tức là À, từ 2 cm à, cho đến 25 cm cái lề trên tức là các bạn để ý là cái lề trên là cái lề này thế này các bạn này ở đây mình có lấy một cái đoàn văn bản để làm lấy làm ví dụ các bạn nhá thông tin ở đây thì không cần thiết lắm à, đây cái lề trên là cái lề này à, khoảng cách từ cái mép trên này này à, đến cái cái đoàn văn bản này à, đến cái dòng văn bản này, này đó là quy định theo quy định này là từ 2 cm à, cho đến 2,5 tức là các bạn phải đánh trong vòng này đó nhưng mà thường thường thì khi mà soạn thảo văn bản thì thường thường chúng ta lấy 2 cm các bạn nhé Có thể là lấy 2,5 cũng được. Đó, nhưng mà thường thường chúng ta lấy 2 cm, tức là lấy trên đó. Cái bề rộng của khi lấy trên này. Đây, cái bề rộng của lấy trên này là 2 cm. Rồi, tiếp theo là Lê à, lề dưới. Canh lề dưới thì cách mép dưới là 20 đến 25, tức là nó cũng giống như cái lề trên. Đó, lề dưới các bạn cũng lấy 2 cm hoặc là 2,5. năm lề dưới là cái lề này các bạn này. Mình kéo xuống nha đó là dưới là khoảng cách từ cái, cái 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 mép dưới này lên cái dòng này cái dòng dưới cùng này là từ 2 cm cho đến 2,5 năm ở đây các bạn có thể lấy đơn vị mili cũng được nhé nếu mà đơn vị mili thì các bạn lấy từ 20 đến 25 thôi nhưng mà chúng ta quy đổi ra đơn vị cm thì nó cũng như nhau rồi à, căn lệ trái à, Canh lệ trái thì chúng ta sẽ lấy từ 30 đến 35 mm tức là từ 3 cho đến 3,5 cm đó thì cái lệ trái này là cái lề này các bạn này cái lề bên trái đây nhá cái bên này tức là khoảng cách từ cái mép bên này đến cái cái, gì, cái mép trừ bên này là 3 cm cho đến 3,5 cm đó nhưng mà thường thường chúng ta à, hay chọn là 3 cm đấy cũng như ở trên này chúng ta thường thường hay chọn là hai này hai này ba này đó tiếp theo là canh lề bên phải đó, thì chúng ta lấy từ 15 đến 20 mm đó, tức, tức là nếu mà đổi ra đơn vị cm thì chúng ta sẽ lấy là 1,5 cm cho đến 2 cm đó, nhưng thường thường thì chúng ta thường lấy là 1,5 các bạn nhé đó, thường thường như như thế còn tùy các bạn các bạn có thể lấy hai cm cũng được cái lề bên phải này cái lề phải này thì các bạn sẽ lấy cái lề bên này đây khoảng cách từ cái mép bên này đến cái dòng chữ ở bên này là 1,5 cho đến 2 cm đấy thì như vậy các bạn thấy rằng là khi canh lề thì thường thường chúng ta thấy cái lề bên trái bên phải là thường nó nhỏ hơn đó thì họ có thể cho phép chúng ta lấy 1,5 cho đến 2 cm nhé như vậy là trong quá trình canh lề ấy, thì các bạn sẽ thường thường chúng ta sẽ lấy cái số liệu nhỏ thì mình thấy là canh lề cũng khá đẹp chẳng hạn như là lấy tên là mình lấy 2 cm này à, lề bên dưới mình cũng lấy 2 cm này rồi lề bên trái mình cũng lấy 3 cm và lề bên phải mình chỉ lấy 1,5 cm thôi à, đơn vị cm hết nhé rồi ở đây mình sẽ mở cái trang cụt lên cho các bạn này đây à, mở một trang cụt mới và mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách đổi sang đơn vị cm lúc các bạn canh lề nhé À, chúng ta kích chất đục chuột trái chúng ta mở lên này. Ở đây mình đang sử dụng cái phiên bản của 2016 nhé. Rồi các bạn để đổi để đổi đơn vị index hoặc là đơn vị mili sang đơn vị xăng để các bạn canh lề theo cái nghị định 30 của chính phủ ấy thì chúng ta đổi sang đơn vị xăng nha. Các bạn vào cái mục file này, này Các bạn các phiên bản của Word khác ấy, thì các bạn cũng làm tương tự nha. Các bạn vào file này. Các bạn kéo xuống cái dòng dưới cùng là option. Toàn cái dòng dưới cùng option ở đây. Có từ O, B, T, I, O, N, S đây Đó, Các bạn tích chuột trái vào đây nhé Các bạn lưu ý là chúng ta vào cái mục file nhá, Mục file là cái mục ngoài cùng này này Đó, Tích chuột trái vào đây Chọn cái dòng dưới dùng là option Rồi thì sau khi vào cái mục option này thì Các bạn sẽ có một cái cửa sổ hiện ra này Đó và Các bạn uh, nhìn sang cái cửa sổ nhỏ Ở phía bên trái Các bạn kéo chuột xuống nhé Chọn vào cái dòng là Avancer Các bạn tích vào đây Có chữ A đầu tiên các bạn nhé Avancer rồi, sau khi kích vào Avancer thì chúng ta sẽ có một cửa sổ mới phía bên phải này này. Các bạn kéo cái thanh trượt bên này xuống. À, và tìm đến cái mục là Display. À, display nha. Trong cái mục Display này các bạn kiểm tra đây có cái dòng là à, sâu. À, tức là chúng ta sẽ đổi sang đơn vị à, à cm hoặc là inch Thì các bạn tích vào đây này, có chữ đây này. Thì ở đây mình máy mình đã đổi sang đơn vị cm rồi các bạn này. Có chữ là cm ở đây nha, tức là cm đó. Và các bạn kích vào cái, cái mũi tên này nha. Thì có đơn vị inch này bạn nào đi đơn vị inch thì các bạn dùng đấy nhưng mà thường thường là đơn vị inch này thì người nước ngoài họ dùng thôi còn Việt Nam mình thì quen dùng đơn vị centi hoặc là mini rồi đấy nhưng mà ở mình ấy, ở Việt Nam mình thì chủ yếu là dùng đơn vị cm thôi các bạn nhé cm đó thì các bạn chọn cm thì bấm vào đây này rồi chọn mini thì các bạn tích vào đây rồi chọn đơn vị milli nhé hoặc là chọn đơn vị inch thì chọn kích vào đây đó, thì theo nghị định 30 thì chúng ta cứ chọn đơn vị xăng ti cho dễ dùng các bạn nhé Đấy, Tức là cm này, có chữ C đầu tiên nhé Các bạn tích vào đây Rồi, tiếp theo chúng ta nhấn vào OK để chúng ta áp dụng cài đặt nhé Đó, như vậy là cái việc canh lề của các bạn ở trên trên gụt Tức là trên máy tính của các bạn ấy Thì bây giờ đã chuyển sang đơn vị xăng ti nhé Đó, thì bây giờ mình sẽ à, thực hành canh lề cho các bạn ở trên cái đoạn văn bản này Đó, Chẳng hạn như khi mà các bạn à, Sau khi mà tìm hiểu cái nghị định 30 về quy định về canh lề rồi ấy đó, lề trên, lề dưới, lề bên trái, lề bên phải, tức là có bốn cái lề đó. đó và đổi sang đơn vị cm rồi thì chúng ta sẽ canh lề cái đoạn văn bản này nhé. Đó, sau này các bạn có cái đoạn văn bản nó dài hơn, đấy nhiều trang hơn thì các bạn cũng làm hoàn toàn tương tự nhé. rồi đầu tiên là khi mà các bạn vào như thế này này thì chúng ta sẽ canh đều hai bên này nhé để cho cái văn bản nó đẹp. đây là cái thao tác khá là quan trọng này. Đó, các bạn thấy không cái cái lề bên trái này thì nó rất là thẳng hàng này, rất là đẹp nhưng mà cái lề bên phải này các bạn À, quan sát thấy rằng là cái dòng thì uh, đi ra này, dòng thì đi vào này, dòng thì đó, dòng đi vào hai, dòng đi ra vân vân như vậy là cái lề bên phải này nó không được đẹp, nó chưa thẳng hàng. thì cái bước đầu tiên là chúng ta vào là chúng ta canh đều hai bên nhé. thì các bạn để con trỏ chuột tăng trước này, Đấy, chúng ta sẽ bôi đen. để con trỏ chuột ra đầu dòng và chúng ta nhấn chuột trái và kéo rê để chúng ta bôi đen. đó. hoặc là cách thứ hai là các bạn để con trỏ chuột lên đầu dòng, đầu dòng của văn bản và bấm control a cũng được. Đấy, phím control phím ctrl đó, đó ctrl cộng với phím chữ a ở trên bàn phím thì à, gột nó sẽ bôi đen tất cả cái đoạn văn bản này. Rồi sau khi bôi đen rồi thì chúng ta sẽ canh đều hai bên. Đó các bạn sẽ vào cái mục home này. Đó tiếp đến tiếp đến các bạn à, kích chuột vào cái mục này để canh đều hai bên ở cái khu vực mà có những cái uh, hình vẽ như thế này nhé. Chúng ta sẽ chọn cái ô ngoài cùng ở đây gọi là canh đều hai bên. Đó như vậy lúc này là cái lề bên phải đã được canh canh đều hơn, lại thẳng hàng hơn và khi các bạn kéo xuống ấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi như vậy là sau khi mà chúng ta à, canh đều hai bên thì các bạn sẽ kích đúp chuột vào cái thanh thước thẳng ở phía bên trái này này. Đây các bạn thấy phía bên trái này có một cái thanh thước thẳng đứng như này, này nhá. Đó thì các bạn kích đúp chuột trái vào đây để chúng ta mở cái cửa sổ canh lề lên. Đó thì sau khi nó có cửa sổ canh lề như thế này là bây giờ setup là mình tạm thời đọc như thế nhá. Thì ở đây nó hiện rõ bốn cái mục canh lê cho các bạn này đó top này có nghĩa là lề trên này còn bottom này là lề dưới này Đấy, còn left này là lề bên trái này còn right này là lề bên phải đó thì nó đúng với cái uh, yêu cầu uh, theo quy định các bạn nhé tức là nó một cái đoàn văn bản như vậy thì nó sẽ có bốn uh, cái điểm canh lề uh, tên là top này dưới là chữ bottom này uh, bên trái là left này bên phải là right thì theo quy định uh, của cái nghị định 30 mươi này á, thì các bạn thấy rằng là uh, mình mở lại nhé đây, lề trên là 2. À, lề dưới mình cũng lấy 2 luôn. Cho nó dễ nhá. Rồi lề bên trái lấy 3. Và lề bên phải mình lấy 1,5. Đó, 2, 2, 3, 1,5. Thì là đúng theo cái quy định ha. Thì mình sẽ kích đúc chuột trái vào cái thanh thước ở bên này. Rồi lề trên mình lấy 2 này. Đó, lề dưới mình cũng lấy 2. Rồi lề bên trái thì mình lấy là 3. Từ 3 đến 3,5 cm. Đó, nhưng mà ở đây mình sẽ lấy 3 thôi về bên phải tức là lấy 1,5 cho đến 2 đó 1,5 cho đến 2 nhưng mà đây mình lấy 2 luôn cũng được hoặc là các bạn muốn đánh 1,5 thì chúng ta kích chuột vào đây nha và chúng ta xóa đi đánh 1.5 vào số 1 đánh dấu chấm này tiếp theo là số 5 đó và các bạn lưu ý, ý là ở đây chúng ta sẽ có đơn vị xăng ở đằng sau nha rồi các bạn để ý đơn vị nha nếu không mà đây mà đơn vị inch thì nó lại khác hoặc là đơn vị mini nó lại khác đó, bởi vì lúc này là chúng ta đã chuyển sang đơn vị xăng ti rồi thì bây giờ chúng ta sẽ canh lề theo đơn vị xăng ti thì nó sẽ đúng theo quy định nhé rồi sau khi canh canh lề bốn cái cái canh lề này rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào ok để chúng ta áp dụng nhé đó như vậy là lúc này các bạn thấy rằng là cái đoạn văn bản nó đã thay đổi cái uh, hiển thị ở đây này đó các bạn thấy rằng là ở bên này này cái lề bên cái rõ ràng là cái lề bên trái này nó rộng hơn và cái lề bên phải này nó thành nhỏ hơn và khi các bạn in ra ấy, thì nó sẽ đẹp hơn nhé đấy và lề trên này này lề trên này hai cm đó lên dưới cũng lấy 2cm như vậy là nó sẽ cách đều nhau, đó khá là đẹp nhé. rồi như vậy là trong quá trình các bạn uh, chỉnh sửa văn bản ấy thì các bạn sẽ có hai cách nhé, uh, canh lề thì các bạn có thể canh trước cũng được, ví dụ như mới mở gột ra các bạn canh lề luôn cũng được, đó hoặc là sau khi các bạn xoàn văn bản xong rồi, uh, các bạn bắt đầu chỉnh sửa, các bạn định dạng, các bạn canh lề sau cũng được nhé, đó có thể có hai cách đó, tức là canh lề trước, trước khi xoàn văn bản hoặc là sau khi các bạn xoàn xong các bạn bắt đầu chỉnh sửa, định dạng và các bạn canh lề sau cùng cũng được nhé và chúng ta sẽ có hai cách như vậy. quá trình canh lề cũng khá là đơn giản thôi. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách canh lề cơ bản ở trên máy tính. dành cho các bạn mới sử dụng chuột để các bạn phục vụ công việc nhé Thì hi vọng là cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn được một số thông tin để các bạn tham khảo thêm. Đó thì ngoài ra thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ các bạn được một số cái video đó về cái cách sử dụng chuột ở trên máy tính. Đó đặc biệt là cách sử dụng cái chuột 2016 này cơ bản này. Đó thì các bạn là quan tâm có thể truy cập thêm về kênh của mình để các bạn tham khảo thêm nhé rồi thì mình xin dừng video tại đây nha cảm ơn à, tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn canh lê đoàn văn bản ở trên máy tính thành công nhé sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thêm thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhá mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn à, nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn trong thời gian tới nhé rồi xin chào tất cả các bạn